Xin chào mừng tất cả các anh em đã đến tham dự với buổi online webinar ngày hôm nay. Em là Hiền, Account Manager của Mochai, sẽ đồng hành cùng với anh Quang Nguyễn là CEO của Party Group để dẫn dắt nội dung webinar ngày hôm nay xoay quanh chủ đề Facebook Ads và iOS 14. Anh em nào có bất cứ câu hỏi thì mình hãy để lại câu hỏi phần comment, thì cuối chương trình anh Quang sẽ giải đáp tất cả câu hỏi cho mọi người. Ba câu hỏi hay nhất trong buổi ngày hôm nay thì sẽ nhận được một món quà nhỏ đến từ Mochai, cho nên anh em hãy tích cực comment nha. Đặc biệt là trong buổi live stream ngày hôm nay thì em cũng xin phép được công bố 4 seller trúng giải thưởng trong chương trình mini game trong group mà trang ngày hôm qua. Cuối chương trình thì anh em hãy nhớ lắng lại một chút để xem mình có phải là một trong 4 những người seller may mắn nhất trong ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu chương trình thì cho phép em xin được giới thiệu qua một chút. Hiện tại thì Mocha đang cung cấp 3 dịch vụ chính, bao gồm POD Platform, POD Fulfillment cũng như là Storefront. Qua đây thì em cũng xin phép được gửi tới tất cả seller 3 thông báo quan trọng đến từ Mocha. Thứ nhất, về thời gian ship, hiện tại thì thời gian ship đang ổn định trở lại trong 2 tuần gần đây, thời gian ship thực tế chỉ còn 7.4 ngày làm việc. Thứ hai, Mochai đang giảm giá mạnh sản phẩm áo Hawaii và mask 3D, trong đó áo Hawaii thì đang được giảm giá chỉ còn 15 đô và mask 3D đang được giảm giá chỉ còn 6.75 đô, giá đã bao gồm phí shipping. Và thứ ba, thì như anh em đã biết thì việc update iOS 14 gây rất là nhiều bất lợi cho tình hình quảng cáo. Nhìn chung, Facebook Conversion API thì được coi là cứu cánh cho vấn đề này. Và mới gần đây nhất thì Mochai cũng đã cho ra mắt tính năng Facebook Conversion API. Tính năng này thì sẽ giúp hỗ trợ anh em tạo ra những chiến dịch quảng cáo hiệu quả. Để ứng phó với vấn đề iOS 14 thì ngoài Conversion API sẽ còn một số phương pháp hữu dụng khác. Và những phương pháp hữu dụng đó là gì thì em xin mời anh em cùng đến với phần chia sẻ của anh Quang Nguyễn ạ. Ok, mọi người chắc nhìn thấy được cái slide của mình đúng không? Thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ những cái cập nhật của iOS, Apple iOS 14 và những cái ảnh hưởng đến Facebook Ads, những cái hướng xử lý khả thi khi mình chạy Facebook Ads. Thì cái nội dung bài của mình hôm nay thì nó có những cái về update iOS 14 và chính sách truyền thôi. Mình sẽ đi rất là nhanh, chủ yếu là để cho mọi người có đặt câu hỏi cái phần cuối. Khi mọi người có câu hỏi gì mình sẽ trả lời. Thì phần đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu chút về Apple iOS 14 là gì. Apple iOS 14 có ảnh hưởng như nào đến Facebook Ads. Thì giải thích iOS 14 trên cái nền tảng
Facebook Ads thì hiểu một cách đơn giản đó là Apple nó sẽ không cho third party ads, ở đây là Facebook có thể track được cái user behavior, nghĩa là hành vi của người dùng. Thì thông thường Facebook thông qua pixel của nó thì nó sẽ hiện tại sau khi iOS 14 update thì nó sẽ không thể nhìn thấy là người dùng iPhone có sử dụng hoặc lướt web những cái hành vi như thế nào. Thì cái ảnh hưởng của iOS 14 đến Facebook ads lớn như thế nào thì mọi người có thể thấy là ở Mỹ thì khoảng dự tính theo 2020-2021 thì về cái số lượng người dùng iPhone thì nó chiếm khoảng một nửa dân số nước Mỹ. Ảnh hưởng của iOS 14 đến Facebook Ads thì nó có ba cái ảnh chính. Cái này được Facebook đề cập cụ thể, đó là ảnh hưởng đến phần một là phần report, phần thứ hai là phần target, phần thứ ba đó là dynamic retargeting. Thì cái trích dẫn thì mọi người có thể xem ở cái phần link này. Cái site của mình thì mình sẽ đi giải thích cụ thể hơn những cái ý nghĩa của cái phần ảnh hưởng này như thế nào. Về phần thứ nhất đó là phần report. Thì phần report thì ở đây Facebook nói rằng là khi iOS 14 update ấy, thì những cái event mà khi các bạn chạy ads, các bạn tối ưu, cụ thể ở đây là purchase, thì cái phần report nó sẽ update vào cái thời điểm cái sự kiện đó xảy ra. Ví dụ hành vi mua hàng thì Facebook update vào thời điểm sau iOS 14. Thì các bạn nhìn cái slide bên này thì cái conversion purchase nó sẽ report vào cái thời điểm khách hàng mua hàng, chứ không phải như trước đây, trước iOS 14 là Facebook report vào cái thời điểm mà khách hàng nhìn thấy ad và click vào ad. Rồi cái ảnh hưởng thứ hai của report đó là bây giờ mọi người sẽ không nhìn thấy breakdown nữa, nghĩa là mọi người sẽ không nhìn thấy breakdown về age, breakdown về country, region, vân vân. Rồi những cái ảnh hưởng này, tại vì Facebook không được phép nhìn thấy những cái người dùng lựa chọn opt-out iOS 14, thế nên là cái purchase value cũng như là ROAS cũng sẽ bị giảm so với thực tế. Và chính vì là Facebook không nhận được những thông tin từ người dùng iOS 14 lựa chọn là opt-out, thế nên là số lượng purchase sẽ thấp hơn so với thực tế. Facebook nhận được thấp hơn so với thực tế, dẫn đến là cái thời gian tối ưu hóa nó cũng sẽ chậm hơn. Và đặc biệt là để đối phó với cái vấn đề này thì Facebook đang sử dụng cái statistical model để report. Thế nên là mọi người sẽ thấy là nhiều khi không có purchase nhưng mà Facebook vẫn báo purchase, hoặc là cái số lượng purchase cao hơn hoặc là thấp hơn so với thực tế. Thì việc này là lý do mà tại sao chúng ta sẽ phải đặt cái conversion API, cái statistical model để report này thì nó chỉ mang tính chất dự đoán thôi, nên mà nó không có tính chất là chính xác 100%. Rồi cái ảnh hưởng thứ hai là cái ảnh hưởng về vấn đề tracking. Thì khi mà Apple của iOS 14 update ấy, thì Apple chỉ cho phép nền tảng Facebook được check được tối đa là 8 event thôi. Ở đây thì mình chia làm hai loại user sử dụng iOS, đó là opt-in user, nghĩa là những người dùng cho phép các bạn cho phép Facebook được track thì Facebook được nhìn thấy tất cả các sự kiện. Người dùng thứ hai đó là dạng người dùng mà khi mà họ cài iOS 14 update ấy, thì họ lựa chọn là không cho phép Facebook track. Thì Facebook chỉ được phép track cái sự kiện mà nhà quảng cáo là chúng ta chọn cái mục tiêu cao nhất. Ở đây mình đang nói là ở trong e-commerce thì cái mục tiêu cuối cùng là mục tiêu purchase. Còn những cái sự kiện khác thì Facebook sẽ không được phép track. Ok, vậy thì targeting có cái ảnh hưởng gì? Ở đây thì targeting, tại vì là người dùng opt-out, thế nên là Facebook sẽ không nhìn thấy cái số lượng người dùng opt-out. Ở đây họ
chiếm khoảng một nửa dân số Mỹ, mà mình toàn bán cross border chủ yếu là target nước Mỹ đúng không? Thì cái phần custom audience sau khi iOS 14 update sẽ giảm, và Apple đang chơi cái trò là khi mà update iOS 14, Apple liên tục update các bản iOS 14.5 này, iOS 14.6 này, thì dẫn đến là khi mà custom audience mà cái size bị giảm ấy, thì cái hiệu quả của retargeting ad nó cũng sẽ giảm. Và khi mà custom audience size mà bị giảm thì Facebook cũng không thể sử dụng những cái data này để tạo ra những cái tệp lookalike hiệu quả. Và nói cụ thể hơn là pixel của Facebook không thể nào track được những người dùng opt-out. Ở đây là Facebook sẽ không biết là ai nhìn thấy view content, ad tool cả, in-use checkout và ad payment info để mình có thể tạo được tệp custom audience để retarget hiệu quả. Rồi cái phần thứ ba mà Facebook đề cập đó là cái phần ảnh hưởng dynamic ad. Thì cái phần này cũng là retargeting, nhưng mà Facebook lại viết một phần riêng biệt trong cái link ở cái slide bên trên mình dẫn ấy. Thì do cái size như mình đã nói là cái size của retargeting audience nó giảm, thế nên là Facebook có recommend rằng là khi mà mình có dùng một domain ấy, hoặc thì tốt nhất là nên dùng một pixel và một catalog khi mà mọi người chạy DPA dynamic ad. Và nếu mà trường hợp mà mọi người có dùng multi domain ấy, thì bắt buộc sẽ phải verify tất cả các domain, và đặc biệt không để redirect domain. Cái việc verify domain này thì có hai tác dụng. Một là chứng thực rằng là domain đấy là của store owner, nghĩa là các bạn. Cái thứ hai đó là trao quyền được cái domain đấy cho pixel và page để chạy. Thì khi mà domain trao quyền cho pixel rồi thì pixel được phép lựa chọn 8 cái optimize event theo thứ tự từ cao xuống thấp, thứ tự quan trọng từ cao xuống thấp. Với ba cái ảnh hưởng về targeting, rồi về tracking, về custom audience và cuối cùng là dynamic ad, thì mình có những cái suggestion như thế này. Thì cái suggestion đầu tiên là một cái suggestion khái quát nhất, đó là sử dụng 5 pixel based audience. Thì ở đây pixel based audience là cái phần website traffic. Thì mọi người có thể sáng tạo hơn trong cái việc là sử dụng 5 pixel based audience. Đầu tiên là customer list này, khi mình chạy e-commerce POD hay là dropship thì có thể sử dụng customer list upload thẳng trực tiếp từ cái danh sách khách hàng của mình thông qua file CSV, hoặc là mình có thể upload thông qua app API, ví dụ như là Klaviyo chẳng hạn, thì có thể sync trực tiếp từ Klaviyo lên Facebook. Rồi những cái phần 5 pixel based audience khác, ví dụ như là video này, instant experience này, Facebook page này, Instagram profile, event thì chắc không dùng. Thì cụ thể đây là gì? Mọi người có thể sáng tạo hơn bằng cách là chạy POD thì có thể chạy video ngắn để mình tạo ra cái tệp khách hàng đã view video. Không, rồi cái thứ hai đó là những cái instant experience này, thì mọi người có thể tạo ra cái tệp là instant experience và Facebook page này. Mọi người có thể tạo ra cái tệp là click vào call to action. Thì khi mà khách hàng click vào, thay vì trước đây mọi người sẽ chọn là cái tệp là view content hoặc là cái tệp page view, thì bây giờ cái tệp view content là page view bây giờ ấy, thì Facebook không được nhìn thấy những người opt-out user ở từ page view và view content trở đi xuống cuối funnel. Thì thay vào đó mình chọn là cái tệp là khách click vào cái call to action, thì mình sẽ có đầy đủ thông tin hơn, bao gồm tất cả các user, bao gồm cả opt-in và opt-out. Vì mọi người hiểu căn bản như này, Facebook khi mà sử dụng 5 pixel based audience ấy, thì đấy là một là đất của
Facebook, đây, you Facebook Shop, đây là đất của Facebook, platform của Facebook, video, instant experience, Facebook page, Instagram profile, thì Facebook có thể track mọi thứ. Cái thứ hai là đất của store owner. Store owner là có thể upload customer list thông qua Klaviyo Activa hoặc là đẩy CSP lên. Thì cái tệp mà mọi người tạo từ đất của Facebook ấy, từ Facebook platform ấy, nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Thì từ đây ấy, thì khi mà mọi người hiểu như này thì mọi người có thể sáng tạo hơn bằng cách, ví dụ khi mình chạy dropship, mình tạo tệp video chẳng hạn, thì mình hay có cái thói quen là sử dụng một page chạy một product. Khi chạy một page một product thì những cái graph khác cũng sẽ không bị ảnh hưởng, và mình chỉ định được luôn là khi mà mình tạo tệp từ video hoặc là call to action, những người click vào call to action, thì mình chắc chắn là mình chỉ được retarget liên quan đến cái sản phẩm đó thôi. Nếu mà anh em chạy POD ấy, thì mọi người có thể chia ra là một page chạy cho làm, hoặc là phân bổ theo là một page chỉ chạy một niche hoặc là một page chỉ chạy một sản phẩm. Thì khi mà mọi người gom hết tất cả cái tệp mà khách hàng click vào một page ấy, thì nghĩa là mình đang target vào một cái niche đấy thôi, retarget vào một cái niche đấy thôi, hoặc là retarget vào một cái dòng product đấy thôi. Cái này tùy thuộc, khi mọi người hiểu được bản chất của cái này thì mọi người có thể xây dựng cái bố cục, xây dựng cái hệ thống page hoặc là hệ thống làm video của mình để mình retarget có hiệu quả hơn, thay vì mình làm một cái page mình chạy tất cả các loại sản phẩm hoặc là tất cả các loại niche. Như thế thì khi tạo custom audience nó sẽ không hiệu quả bằng. Ok, đấy là cái suggestion thứ nhất. Cái suggestion thứ hai thì cứ theo cái recommendation của Facebook thôi, đó là cái ba bước là verify domain, setup 8 conversion event và cài đặt conversion API. Thì verify domain thì là bắt buộc rồi. Còn setup 8 conversion API thì sau khi verify domain thì các bạn sẽ vào cái phần aggregate event measurement để làm. Rồi còn cái phần conversion API thì tùy thuộc vào platform. Ví dụ các bạn chạy merchant thì sẽ làm theo cái hướng dẫn của merchant. Còn đây là mình đang chạy Shopify thì mình có thể chụp ảnh của Shopify thôi. Thì mình recommend là cài cái app Facebook trên Shopify thì cái việc setup conversion API là chuẩn nhất. Ngoài ra thì mọi người có thể setup bằng cách là cài những cái app Multipixel của bên thứ ba, hoặc là Checkify hoặc là Multipixel. Các bạn, mọi người phải kiểm tra kỹ xem là cái app đó có tính năng hỗ trợ conversion API hay không. Rồi khi mà mọi người setup conversion API thành công ấy, thì trên cái phần event manager ấy, khi mà mọi người chạy ad một giai đoạn ấy, nó sẽ show ra hai loại event, một là browser event received, hai là server event received. Browser ở đây chính là cái phần lấy cái event lấy từ browser, chính là pixel. Cái server event chính là cái những cái event lấy từ conversion API, lấy từ store. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là những cái event mà bị trùng nhau về ID ấy, order ID ấy, thì nó sẽ được đi duplicate, thì event sẽ không bị trùng. Và Facebook có đủ dữ liệu hơn, và khi mà cái điểm matching quality score này mà tăng lên ấy, mình nghĩ là đoán đấy nhá, nó tầm 8 trở lên ấy, thì lúc đấy là cái statistical modeling, lúc nãy mình nói ở slide trên ấy, thì cái statistical model của Facebook nó sẽ chính xác hơn, thì cái dự báo về report của Facebook chính xác hơn, cũng như là cái optimization process của Facebook nó sẽ chuẩn hơn. Thì cái này tốt nhất là cố gắng mọi người kiếm một cái VM khỏe một chút để mọi người setup cái domain và cái pixel. Lưu ý nếu mà mọi người muốn chạy nhiều domain thì tốt nhất là dự phòng nhiều VM, để mỗi VM một domain. Mình khuyên là chỉ làm một VM một domain một pixel, thì cứ làm như vậy. Nếu mà các bạn có phương án dự phòng thì tách ra, tách VM ra. Rồi những cái suggestion khác ở đây thì đó là mình acquire data ở top funnel. Ví dụ thay vì là mình lấy data ở cuối funnel, đó là purchase, thì mọi người có thể
lấy data bằng cách là để những cái pop-up về email hoặc là số điện thoại để lấy email, qua đó là mình có data sớm hơn. Từ đó là mình sẽ có những cái phương án để retarget hiệu quả hơn. Rồi sử dụng cái sự xuất sừng thứ hai là sử dụng những cái nguồn traffic khác. Thì hai cái nguồn mà mình thấy là vẫn còn hiệu quả và phổ biến nhất hiện nay đó là Google với email. Rồi mình dùng UTM khi mà setting ad để check on Google Analytics ấy. Thì cái này khi mọi người đặt set ad ở trên Facebook ấy, thì cái tab ad cuối cùng nó có cái phần build UTM parameter ấy, thì mọi người set ở đấy. Thì khi mà mọi người đặt tên campaign asset và ad nó có khoa học ấy, thì mọi người đặt cái UTM thì nó check nó sẽ khá là hiệu quả. Và mọi người nên nhớ là Google Analytics khi mà đặt UTM thì nó là last click model, và cái last click model này nó không bị ảnh hưởng bởi Facebook của Apple iOS 14 đến Facebook. Là khi mà đối với Facebook thì purchase nó sẽ report ở cái thời điểm mà khách hàng mua hàng, chứ không phải là như trước đây, trước iOS 14 là Facebook sẽ report vào cái thời điểm mà khách hàng nhìn thấy ad hoặc click vào ad. Thì Google Analytics nó khác là nó sẽ giống như Facebook trước đây, nó sẽ thu thập thông tin theo last click model. Thì cái thông tin về conversion value cũng như là ROAS của Google Analytics nó sẽ đầy đủ hơn. Thế là nó sẽ dẫn đến là việc các bạn không tắt ad sớm hơn, tắt ad nhầm. Thì đấy là sơ qua chung chung về những cái suggestion của mình. Thì nếu mà bạn nào có câu hỏi thì mình sẽ trả lời tiếp. Ok. Vâng, cảm ơn những phần chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi của anh Quang. Thì em đang nhìn thấy là đang có rất là nhiều câu hỏi dành cho anh. Thì em cũng xin phép được đọc luôn để anh cùng giải đáp nhé. Câu hỏi đầu tiên sẽ là: Niết ruột sau khi update iOS thì code bị dội cao và không sinh lời nữa. Mình đã tối ưu idea, target, content, social, paid đều không hiệu quả. Mình phải làm gì? Anh có cần em đọc lại câu hỏi không ạ? Có anh nói. Dạ. Em đọc lại câu hỏi nhé. Niết ruột sau khi update iOS 14 thì cost bị dội cao và không sinh lời nữa. Mình đã tối ưu idea, target, content, pixel, page đều không hiệu quả. Mình phải làm gì? Ok, mình giải thích luôn là đầu tiên khi mà iOS 14 update ấy, thì có một số cái phần ảnh hưởng ở trên App Manager. Đó là những cái update về những cái chỉ số, bây giờ những cái chỉ số khi mà người dùng rời khỏi nền tảng Facebook đó là sang web browser, thì những cái chỉ số như là unique link, view content, add to cart, rồi unique checkout purchase thì các bạn sẽ không nhìn thấy nữa. Thay vào đó là các bạn sẽ nhìn thấy những cái chỉ số không có unique. Tuy nhiên ở trên nền tảng Facebook các bạn vẫn sẽ nhìn thấy những cái chỉ số về unique, ví dụ như là link click hay là unique CTR. Thì dựa trên những cái nền tảng trên những cái chỉ số ở trên nền tảng Facebook ấy, thì mọi người có thể tối ưu. Còn nếu mà bạn nói là sau iOS 14 nó có ảnh hưởng đến 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 hiệu quả performance về ads của bạn, thì đồng ý, cái đấy mình đồng ý. Nó sẽ ảnh hưởng đến, và bạn nói rằng là khi mình đã cố tối ưu lại về idea về website rồi, thì cái này mình nghĩ là không, mình nghĩ là nhiều khi là idea mình nghĩ là tối ưu mà thực sự là chưa tối ưu đâu. Nếu mà bạn chạy một cái cam win từ trước khi có iOS 14 lẫn sau khi có iOS 14 thì các bạn sẽ thấy là Facebook có ảnh hưởng nhưng mà không ảnh hưởng gọi là quá nhiều như mọi người nghĩ. Nếu mà mọi người làm blog research hoặc là spy nhiều thì mọi người thấy vẫn có những cái bên họ vẫn win bình thường thôi. Ảnh hưởng thì có ảnh hưởng nhưng mà không phải là ảnh hưởng từ 1 xuống 0 được, có thể là từ 1 xuống 0.8, 0.9 thôi. Chủ yếu là mọi người, một là giải pháp là một là tối ưu về 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 phần creative, về phần creative thì mọi người xem là à những cái chỉ số
Creative mà mình đang chạy nó có bằng những cái chỉ số mà trước đây mình chạy không? Những cái chỉ số về Creative ấy mình đang nói là CTR All, CTR Link Click rồi CPC. Liệu rằng nó có tốt như hồi xưa không? Nếu mà nó tốt như hồi xưa thì với conversion rate như cũ hoặc là thấp hơn một xíu thì mình không không nghĩ là nó ảnh hưởng nhiều không. Và cái thứ hai ấy, ngoài tối ưu về phần creative thì đó là phần tối ưu về phần website của mình tối ưu làm sao mà website mình nhìn trơn tru sạch đẹp, tối ưu về conversion rate trên website, và tối ưu thêm cái thứ ba nữa là đó là tối ưu về AOV. AOV ở đây thì mọi người nên cân nhắc giữa việc tối ưu về AOV trước funnel và sau funnel, nghĩa là ý mình là trước vừa chơi và sau vừa chơi. Vâng, cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Gần đây cost ad của mình rất cao, mặc dù đã tối ưu mọi cách có thể và sản phẩm cũng thuộc loại dễ bán. Giá thầu của các tệp lookalike kinh khủng luôn, xin giải đáp ạ. Em muốn đặt lại câu hỏi ạ. Dạ vâng, gần đây cost ad của mình rất cao, mặc dù đã tối ưu mọi cách có thể và sản phẩm cũng thuộc loại dễ bán. Giá thầu của các tệp lookalike kinh khủng luôn, xin giải đáp ạ. Từ từ để anh xem bạn hỏi. Giá thầu hả? Mọi người đang nói về về bị cát đúng không? Anh ấy đang nói là câu hỏi là về giá thầu của anh ấy đang rất là cao và đã tìm tối mọi cách để tối ưu rồi nhưng mà vẫn 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 không ra được nhiều sale, thì anh xin giải đáp. Cái đấy thì như mình trả lời câu hỏi đầu tiên rồi, mọi người phải xem là cái việc tối ưu mọi cách của mọi người đã bao gồm là tối ưu về đầu tiên mình đi cứ đi theo từ top funnel đến bottom funnel. Thì top funnel thì mọi người đã tối ưu về creative chưa? CTR của mọi người rồi CPC của mọi người đã tốt chưa? Không nói đến tệp lookalike nhé, lookalike mình sẽ tính sau. Rồi từ tệp nào cũng như vậy, lookalike hay broad targeting hay là target thể cũng như vậy. Rồi cái thứ hai đó là từ khi mà khách hàng nhảy ra khỏi Facebook vào website thì những cái chỉ số về etu card, view content này, etu card rồi initial checkout rồi purchase của mọi người đã tối ưu chưa? AOV của mọi người có tăng lên không? Đó. Dạ vâng ạ. Và câu hỏi thứ ba cũng đến từ anh Tiên. Personal không còn khô như trước nữa thì mình có thể làm gì để cải thiện hơn ạ? Pixel đương nhiên là nó sẽ không được như trước nữa, thì như mình nói là một là mọi người sẽ cài đặt cái conversion API ấy. Thì cái conversion API này thì nó sẽ cho mọi người cái survey event này, nhưng mà tuy nhiên là cái survey event này nó sẽ giúp cho Facebook đạt được cái gì? Facebook nó sẽ cho phép bạn là sử dụng cái nó sẽ sử dụng cái statistical model này để dự báo nó cần chính xác hơn và nó sẽ giúp cho các bạn đưa ra quyết định hiệu quả hơn. Tuy nhiên đây nó chỉ là một phần của nền tảng ad thôi. Cái quan trọng nhất vẫn là mình phải dùng những cái nhiều phương án khác nhau cùng một lúc. Ví dụ đối với câu target, câu traffic thì mọi người có thể tối ưu về funnel để tăng CR với cả AOV. Còn retarget như mình nói ấy, thì mọi người có thể sử dụng non pixel based audience ở đây này. Sử dụng trước đây thì mọi người sử dụng cái tệp custom audience retarget, những cái tệp mà view content ấy hoặc là etoka ấy, thì cái tệp đấy bây giờ nó bị giảm đi một nửa rồi, thì đương nhiên hiệu quả về retarget nó sẽ bị giảm đúng không? Thế nên là thay vì là mình retarget vào những cái tệp custom audience tạo từ website traffic, nghĩa là tạo từ pixel này, thì mọi người retarget nó rộng hơn, đó là retarget vào cái tệp tạo từ nền tảng Facebook như là video, Instant Experience, Facebook và Instagram Business Profile này. Thì tạo từ đây thì nó rộng hơn. Và cái thứ ba ấy, thì hồi xưa thì khi mà mọi người chia funnel ấy, thì mọi người hay có việc là phân rõ từng cái funnel ra. Ví dụ câu funnel thì mọi người sẽ exclude luôn những cái tệp mà video view và không vào website. Rồi warm funnel thì mọi người sẽ exclude luôn là cái tệp không vào website. Thì ở đây thì mọi người không exclude nữa, nhưng để nó mở rộng ra, để Facebook nó có nhiều lựa chọn, nó có khả năng tìm người mua hàng tốt hơn.
Vâng ạ, một câu hỏi tiếp theo đó là về Facebook thì tiêu chí lựa chọn sản phẩm có thay đổi gì không? Quá trình test và scaling cần những thay đổi gì để có thể giảm đi sự rủi ro ở thời điểm hiện tại? Thực ra về cái phần product research thì nó cũng chả khác gì như hồi xưa cả, chỉ khác là mọi người nên làm mọi thứ chậm lại, một là test với ngân sách vừa phải và tìm hiểu những cái chỉ số, rồi cái đặc biệt là một là chỉ số về phần ad đó, phần nền tảng ad khi mà người dùng chưa vào website ấy, thì dựa vào đó. Rồi cái thứ hai đó là đẩy mạnh cái phần optimization. Ở đây optimization ở đây là optimization về website, chứ còn những cái liên quan đến về product research thì nó vẫn như vậy thôi. Mình thì cá nhân mình thì mình hay có quen bán giá cao, AOV cao, thường thì tầm $70 trở lên, rồi $150. Mình ít khi bán giá thấp lắm, còn không biết là các bạn bán giá thấp thì nó khác gì không? Tại vì khi mình bán giá cao thì cái room, cái gross margin của mình nó tương đối là cao, cái gross profit khá là cao, thì mình kể cả Facebook có đắt lên thì mình vẫn có khả năng chịu được. Còn nếu mà bán giá thấp thì mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều lắm. Vâng ạ. Ngoài Facebook thì nên đầu tư vào kênh paid traffic nào phù hợp với dropship? Thực tế bên anh tỷ lệ phần trăm ngân sách, doanh thu của mỗi kênh như thế nào ạ? Kể cả dropship hay là POD thôi thì nguyên đầu tiên là khi mà mọi người coi dù Facebook hay Google là kênh số 1 đi chăng nữa thì mọi người cứ thử thêm cái phần email xong rồi thì dùng đến SMS. Thì email ở đây nó sẽ có thể chiếm được khoảng từ, nếu mọi người làm tối ưu tốt cho phần niche, phần website mình ấy, thì email có thể chiếm từ 20-30% tùy vào niche. Nếu mà mọi người xây website càng chuẩn, càng tập trung vào một niche hoặc là tập trung vào một product chẳng hạn, trong cái branding về website của mọi người nó nổi bật hẳn lên ấy, thì khi làm email cực kỳ có hiệu quả. Rồi mọi người có thể nhiều khi mọi người chạy Facebook hoặc Google sẽ bỏ quên một số kênh như kiểu CPM hoặc Dynamic Retarget. Nhiều khi có những bạn dropship quên những cái nguồn traffic đấy, thì thay vì mọi người phải quản lý riêng biệt trên Facebook hoặc là Google thì mọi người có thể chạy thông qua cái app thứ ba, ví dụ như là Android hoặc là những cái app tương tự. Thì từ Android ở đây thì nó sẽ tạo cho mọi người một cái ad account, nó sẽ tự chạy trên ad account của Android và Android tự track thông qua cái pixel và checking code của nó, và nó tự retarget bằng Facebook và bằng CDN qua Google và native ad. Vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo, anh có thể trình bày về duplicate event và ảnh hưởng của duplicate event khi tạo custom audience và retargeting được không? Duplicate event nó xảy ra ấy, khi mà cái ID ở đây nó sẽ có nhiều loại ID, có thể ID về purchase, ID về customer, ID về product. Duplicate event nó sẽ xảy ra khi mà ID nó lệch nhau. Và cái ID nó lệch nhau xảy ra khi nào? Xảy ra khi mà mọi người cái app thứ ba, cái app thứ ba. Thế nên là khi mình chạy Shopify, mình mới bảo là mọi người, mình recommend mọi người nên sử dụng cái app Facebook của Shopify để cái conversion API hoặc là những cái app về multi-pixel có uy tín, thì nó sẽ khó xảy ra cái việc lệch về ID. Và còn ở trên platform bán áo hoặc là những cái nền tảng khác thì mọi người sẽ phải, ví dụ bên platform nào thì mọi người sẽ phải, nếu mà có xảy ra duplicate event thì mọi người phải nói chuyện với bên support để kiểm tra xem là cái server side event nó đẩy lên này có bị lệch về ID không. Nếu mà duplicate xảy ra thì chắc chắn là bị lệch về ID, thì cái đấy chỉ có bên support hoặc bên kỹ thuật của bên platform giải quyết được. Ví dụ Merchai thì mình nghĩ là Merchai đã giải quyết được cái phần này thì sẽ đi duplicate được. Quan trọng là cái server side đẩy lên này nó phải đi duplicate được. Còn nếu mà không đi duplicate được ý, nếu mà có duplicate event xảy ra ý, thì chỉ có cái ông làm kỹ thuật bên bên làm conversion API ấy, nó mã hóa như thế nào để ID nó bị lệch
thì nó sẽ không đi duplicate được. Thế thôi. Vâng ạ. Và câu hỏi tiếp theo, với Pixel, tệp Custom Audience gần như tương đồng với Store. Sau iOS 14 thì Audience không ổn định và bị lệch. Theo anh, các kem retarget nên triển khai như thế nào ạ? Như mình nói rồi, đầu tiên là tệp về tệp ấy, thì mình tạo ra từ những cái tệp là từ non pixel based audience đúng không? Còn những cái tệp từ website traffic thì cái này mình trả lời rồi. Còn cái thứ hai ấy, mọi người có thể là tận dụng nhiều cái creative hơn, ví dụ hot creative, thay vì trước đây mọi người chỉ chạy DPA cho PD hoặc là thêm một cái banner hoặc một cái image khi giảm giá chẳng hạn, thì mọi người có thể tận dụng những cái ảnh UGC, ở đây là user generated content, thì sử dụng nhiều ảnh để show cho khách hàng thấy là business này có authenticity, rồi cái business này đáng tin cậy để họ vào mua hàng. Nói chung là dùng, một là target rộng hơn, hai là tạo ra nhiều creative sáng tạo hơn, có thể đưa ra nhiều mức giảm giá, hoặc là dựa trên một số cái sự kiện, ví dụ sắp tới là Father Day, rồi ngày Independence Day, rồi creative thì có thể sử dụng nhiều UGC content hơn. Đó. UGC content để làm gì? Ở đây cái main idea của mình là khi mà mọi người dùng nhiều creative ấy, thì mọi người sẽ có nhiều cơ hội để chọn ra cái creative có cái CTR cao, cái CTR link click cao, dẫn đến là CPC link nó rẻ, từ đó thì cái chi phí quảng cáo nó sẽ hiệu quả hơn. Thế thôi. Vâng, một câu hỏi tiếp theo đó là anh có thể chỉ cách quản lý tài khoản tối ưu nhất được không ạ? Vì sau mỗi đợt Facebook update thì các tài khoản của em đều chết dần. Cái này thì mình cũng thực ra cũng không có kinh nghiệm nhiều, tại vì mình hiện tại đang dùng tài khoản quảng cáo của agency, nên là về cái việc xây dựng quản lý tài khoản thì mình vẫn cũng đang đi tham khảo các bên khác, vẫn đang xây dựng một cái framework chuẩn, hiện tại team mình chưa có. Vâng ạ. Vậy thì em sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Tạo link rút gọn rồi chạy ad được không? Hay phải verify link rồi rút gọn thì mới chạy được? Tạo link rút gọn được. Mọi người lưu ý nhé. Quan trọng nhất ý là mọi người muốn chạy vào, quan trọng nhất là cái domain ở cái link cuối cùng sau link rút gọn là đuôi chấm như thế nào đó, .com, .co, .io hay chấm gì đó. Thì quan trọng nhất là cái link cuối cùng, cái domain cuối cùng nó phải được verify và được trao quyền cho page. Ví dụ các bạn page A chẳng hạn mà chạy là .com, verify cho page A là được chạy .com, thì các bạn sẽ không thể nào chạy trỏ cái link rút gọn về một cái domain là .co. Quan trọng và lưu ý là Facebook không recommend, là không được để redirect domain nhé. Cái này mọi người có thể xem vào cái link này của mình này, thì Facebook nói là không được để redirect. Còn link rút gọn dù các bạn dùng bit.ly hay là rebrand.ly hay là những cái link rút gọn khác đều được hết. Quan trọng nhất là cái link cuối cùng trỏ về đâu, và cái link cuối cùng đấy phải được verify domain và trao quyền cho cái page đấy được phép chặn. Vâng ạ. Anh ơi, một câu hỏi nữa. Liệu UTM chạy checking trả về có độ trễ, mình có tính toán hay phương án gì để tối ưu ads không ạ? UTM thực chất nó chỉ là một giải pháp trong nhiều giải pháp thôi. UTM sẽ giúp mọi người nhìn cái bức tranh nó gần chính xác hơn, chứ không phải là chính xác 100%. Thì thay vì là chỉ nhìn vào Ad Manager, các bạn kết hợp nhìn thêm UTM thì mọi người có cái nhìn chính xác hơn. Nhiều khi các mọi người sẽ không bỏ lỡ cơ hội, nghĩa là tắt nhầm những cái cam đang ra sale mà nó lại Facebook lại report chậm hơn, vậy thôi. Chứ còn mình phải kết hợp nhiều phương án khác nữa. Vâng ạ. Anh ơi, có những lưu ý khác gì về verify domain không ạ? Lưu ý của mình là về verify domain ấy, thì một là mọi người dùng những cái business manager
tốt nhất là Business Manager đã được verify rồi. Cái thứ hai là một domain chỉ nên chỉ verify một trên một BM thôi. Và nếu mà mọi người có hướng xây dựng phương án xây dựng brand lâu dài cho store ấy, thì đừng có nếu mà mọi người chưa có một cái BM mà tốt ấy, thì không nên verify cái domain chính và thay vào đó là verify cái domain phụ để domain chính là cái backup lâu dài. Khi nào mọi người có một cái con BM mà mọi người tin chắc và có thể sở hữu lâu dài ấy, thì hãng verify domain chính vào con BM đó. Vâng. Câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để tối ưu các nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch? Cái này thì là sẽ tùy thuộc vào câu hỏi này hơi chung chung, nó sẽ tùy thuộc vào mọi người chạy CBO, ABO hoặc rồi mọi người đang chạy câu traffic hay là warm traffic hay hot traffic, nên mình cũng khó trả lời cái này. Cảm ơn ạ. Thế thì em sẽ đến với câu hỏi tiếp theo luôn. Sau khi iOS update thì quy trình test cam sản phẩm và pit bên anh có thay đổi như thế nào? Anh có thể chia sẻ ở đây không ạ? Quy trình test cam của mình thì vẫn như cũ. Tuy nhiên là mình đơn giản hóa hơn trong cái việc chọn tệp câu traffic. Mình chọn cái tệp nó rộng hơn để Facebook nó có nhiều lựa chọn hơn chút. Hiện tại ở đây là khi Facebook bị mất data, Facebook nó vẫn đang cố gắng sử dụng những cái nguồn data nó vẫn còn sử dụng từ trước đến giờ để nó dự đoán. Thì thay vì mình target nhỏ, mình target rộng hơn thì Facebook nó có nhiều cơ hội hơn để tối ưu. Còn mình cũng sử dụng thêm những cái khi mà mình sử dụng bit tay ấy, thì mình cũng sử dụng thêm cost cap rồi minimum ROAS. Thì ở đây quên mình cũng dặn các bạn là khi mà mọi người nếu mà mọi người có một cam win ấy, thì mọi người nên sử dụng bit tay. Ở đây là cost cap với cả min ROAS. Và khi mà mọi người sử dụng bit tay ấy, thì mọi người nên đặt ngân sách cao, cụ thể ở đây là 1.000 trở lên hoặc 5.000, 20.000, 50.000. Nhưng mà Facebook nó cũng recommend là khi mà mọi người chạy cost cap và min ROAS bid ấy, thì mọi người nên để Facebook chạy tối thiểu là 3 ngày. Tối thiểu là 3 ngày nhé. Ở trong link này như nó cũng có nói ấy, thì khi chạy min ROAS hoặc là cost cap chạy tối thiểu 3 ngày. Tại vì là cái việc tracking của Facebook bị ảnh hưởng, thế nên là nhiều khi một ngày sale nó chưa chính xác đâu. Để tối thiểu 3 ngày thì nó sẽ hiệu quả hơn. Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo. Anh có thể share về ROAS của team anh để remarketing các tiệp view content hay là add to cart không ạ? Cái gì? ROAS hả? Cái ROAS ấy ạ. Như là nguyên tắc khi mà chạy ads của team anh để remarketing các tiệp view content hay là add to cart không ạ? Anh không nghe rõ là em ta được không? Dạ. Anh có thể share những cái ROAS của team anh để remarketing các tiệp view content hay là add to cart được không ạ? Lưu này hả? Vâng ạ. Đúng rồi ạ. À ok. Thì ROAS ở đây thì nó sẽ tùy vào product, tùy vào campaign. Thì thường mình hay thử. Ở đây mình sẽ có 4 loại ROAS cơ bản. Một là stop loss. Stop loss ở đây mình sẽ chia làm từng funnel, có thể là mình đi qua 4 loại ROAS trước nhá. Một là stop loss này, hai là trim the fat này, dựa theo ROAS này, cái thứ ba là safety net này, rồi cái thứ tư là turn on. Thì mình tập trung 4 cái loại ROAS đấy thì mình sẽ giải thích từng loại một. Cái loại phổ biến nhất là loại stop loss, ở đây là mình chia theo funnel, ví dụ spend $5 mà chưa có link click thì tắt, hoặc là spend $15 chưa có add to cart thì tắt. Cái này sẽ phải tùy thuộc vào cái AOV của sản phẩm, tùy vào sản phẩm thì mọi người set cái stop loss này nhé. Rồi cái thứ hai là trim the fat, thì cái loại này thì mình sẽ áp dụng đối với cái cam đang scale, ví dụ mình chạy ngân sách lớn, ví dụ 1.000 trở lên đi, thì mình sẽ set rule dựa trên ROAS. Ví dụ những cái cam mà đang scale thì mình sẽ đặt rule cho những cái cam mà ví dụ ROAS dưới một mức nào đó, ví dụ 2.2 chẳng hạn, thì mình tắt.
còn cái rule thứ ba đó là cái rule safety net. Thì mọi người, như mọi người biết là cái report của Facebook bây giờ, à khi mọi người nhắc đến rule ấy, thì bây giờ rule của Facebook ấy, trước đây là Facebook mặc định là rule nó sẽ xét dựa trên là attribution window là 28 ngày, thì bây giờ cái attribution window của Facebook là 7 ngày. Cái này mọi người lưu ý nhé, tìm hiểu thêm về 7 ngày attribution window. Thì cái rule safety net mục đích để làm gì? Để mình bật lại những cái rule mà stop loss mình tắt nhầm. Ở đây tắt nhầm ở đây là do Facebook báo cáo trễ, report trễ. Ví dụ ngày hôm ví dụ 12 giờ mình thấy không có sale chẳng hạn, thì cái rule stop loss mình sẽ tắt. Thì tuy nhiên là 12 rưỡi thì sale nó lại đổ về cái SF hoặc campaign đó, thì cái rule safety net của mình sẽ dựa vào những cái báo cáo trễ của Facebook, nó sẽ bật lại những cái cam hoặc là asset đó. Rồi cái rule thứ tư nó sẽ ngược lại cái rule thứ hai trim the fat dựa trên ROAS. Khi mà mình scale ấy thì mình sẽ để bật tắt, để bật lại ví dụ như mình hay để là một cái cam mình đang chạy $5 chẳng hạn, mình chạy cả ngày, nhưng mà dựa trên rule trim the fat thì nó sẽ tắt vào cái mức mình mong muốn, đi là 2.2 đi. Rồi ngày hôm sau mình, thay vì mình lên cam mới thì mình cứ để bật lại cam mới, thì cái rule của mình sẽ bật lại cái cam mà mình scale $5 đó. Thì đấy là bốn loại rule cơ bản. Mọi người sẽ set rule dựa trên bốn cái loại đó. Khi mọi người set rule, mọi người lưu ý là nhớ kiểm tra những cái logic của trong rule cẩn thận để tránh cái rule đấy nó conflict lẫn nhau. Những người mới, các bạn khi set rule ấy, thì sẽ hay bị set conflict. Và đặc biệt là tốt nhất là khi mà bạn set rule ấy, thì nên nói chuyện với teammate hoặc nói chuyện với đồng đội để xem là rule của mình đã set up chuẩn chưa. Và khi mà set rule ấy, thì tôn trọng rule, thì mọi người đã được một time, tại vì rule, đặc biệt là những cái rule stop loss nó sẽ giúp mình tiết kiệm được rất nhiều tiền khi mà mọi người đang cố scale. Vâng ạ. Anh có dùng app gì để xuất dữ liệu và tối ưu chỉ số không ạ? App thì không dùng, mình chủ yếu là dùng App Manager thôi, dùng tay thôi. Một câu hỏi tiếp theo, iOS thay đổi thì anh scale app có thay đổi gì so với trước không? Mình có thể share về cách scale không anh? Tăng bucket bao nhiêu phần trăm và bao nhiêu ngày thì phù hợp? Về scale app thì mình vẫn scale như bình thường thôi. Mình chỉ là có cái là cái phần retarget ấy, mình tối ưu phần scale mình tập trung vào phần retarget hơn, phần optimization hơn thôi. Còn scale mình vẫn scale bình thường. Tuy nhiên là đúng là iOS 14 nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần tệp look alike sau này ấy. Thì thay vì mình scale thấp thì mình sẽ tập trung scale từ từ hơn, tập trung tối ưu về net profit. Chủ yếu quan trọng nhất là có lãi đã thì mình scale được, còn không có lãi thì không nên cố mạo hiểm. Anh ơi, anh có chia sẻ về cách để check conversion trừ UTM để có bức tranh chính xác về ad được không ạ? Thì mọi người dùng Google Analytics thôi. Cái này nếu mà các bạn mới thì các bạn phải chịu khó tìm hiểu cái phần Google Analytics. Thì cái này sẽ phụ thuộc vào cách đặt tên của mọi người khi đặt tên ad, đặt tên campaign, đặt tên asset ở trên Facebook nhé. Ví dụ như là mình sẽ đặt tên cam cho tên của bạn nhân viên trẻ này, rồi đặt tên ví dụ POD thì mình sẽ đặt mình test ABO, thì mỗi tệp mỗi một cái tệp ABO thì mình sẽ đặt tên theo cái mã design, rồi app thì mình đặt tên theo page, rồi tên của mã design đó. Thì khi mà mình đặt UTM thì mình có thể dễ nhìn từ Google Analytics là sale nó đến từ bạn nhân viên nào, đến từ cam nào, từ mẫu design nào, rồi page nào. Tương tự như vậy với dropship thì nhìn lên mình quan trọng nhất là những cái thông tin ở bên Facebook ấy, thì làm thế nào để các bạn đặt tên một cách khoa học nhất để nó match khi mà các bạn so những cái chỉ số ở bên Google Analytics với Facebook Ads ấy, nó matching một cách dễ dàng.
Thì cái này tùy từng team sẽ có những cái logic khác nhau để tên. Vâng ạ. Đến câu hỏi tiếp theo, anh có thể chia sẻ làm thế nào để tối ưu các chiến dịch cold traffic đến hot traffic, set bucket hoặc là retarget như thế nào ạ? Về đầu tiên về funnel thì như mình nói là cái phân target thì mọi người target rộng hơn đúng không? Cái thứ hai là về phân bổ ngân sách cho câu hot warm thì thông thường hồi xưa là mình sẽ phân bổ từ 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 phân bổ cho cái phần warm với hot ấy, nó sẽ chiếm đầu tiên là chiếm 5%, 10% rồi 20% cái tổng ngân sách của mình khi mà chạy ad. Thì bây giờ thì mình có thể mình nâng cái phần warm với cả hot với ngân sách nó thấp hơn, thay vì ví dụ chạy 1.000 đô mà 5% của 1.000 đô à 1.000 đô nó khoảng 50 đô chẳng hạn, thì mình có thể chạy thử từ 20 đô để test ad trước đã, những cái chỉ số ad mà tốt thì mình mới nâng ngân sách lên 50 100 đô. Đấy, thì đấy là cái phần phân bổ ngân sách, và đặc biệt cái phần phân bổ ngân sách này nó sẽ phụ thuộc vào hiệu quả. Đấy, khi mà mọi người chạy warm với hot thì đừng quan tâm nhiều đến phần frequency, frequency của cái phần cũng đừng quan tâm đến cái phần CPC, quan trọng nhất của phần retarget, phần warm với hot là ROAS. Mình cứ dựa vào ROAS mà điều chỉnh ngân sách. ROAS càng cao thì cứ để một là giữ nguyên ngân sách, hai là tăng nhẹ, đừng tăng thấp quá, tại vì cái tệp được tạo ra cho warm traffic với cả hot traffic nó không có nhiều. Facebook nó cũng chỉ xoay vòng trong cái tệp đấy thôi. Thế nên là cái việc tăng ngân sách sẽ cũng nhiều khi cũng không giúp cho các bạn tăng được sale quá nhiều đâu. Vâng, em thấy em sẽ bắt đầu đến với câu hỏi tiếp theo. Giá thầu Big Cap khi bắt đầu lên cam với một product đang chạy rất tốt là đặt giá bao như thế nào vậy ạ? Và liệu Big Cap trong thời gian này có tốt không anh? Cái bit cap khi ở đây khi mà bạn nói là bit cap thì nên dùng khi mà cái cam mình đang scale rồi nhá, còn các bạn đừng quá phụ thuộc vào bit cap. Khi mà mọi mọi người đang scale auto bit tốt thì mới chạy bit cap hoặc là bit midrange, còn một cái cam mà scale auto bit còn không tốt thì không nên sử dụng bit cap. Một câu hỏi tiếp theo, mỗi domain 7 event sao không cho các event như ATC, LC nghỉ? Sorry, mình vẫn chưa hiểu đoạn này lắm. Hình như có vẻ cái đoạn này anh đã nói ở phía trước nhưng mà có thể là anh sau đấy mình chưa theo dõi kịp vậy ạ. Thì mình có thể nhắc lại không anh? Sao không ok để anh share lại cái slide. Vâng ạ. Ở đây 8 event của ở đây bạn mọi người phải hiểu là những người mà sử dụng iOS mà update iOS 14 trở lên ấy, mà họ lựa chọn opt out ấy, thì Facebook chỉ được phép check cái event cuối cùng thôi. Đã có một số trường hợp một số bạn hỏi mình khi mà setup 8 cái event này thì nhiều người sẽ chọn những cái payment info lên đầu tiên này, hoặc initial check out lên đầu tiên, là các bạn nghĩ là có thể tối ưu cái funnel ở trước vừa chơi ấy, thì mình cũng sẽ có cả vừa chơi, nhưng mà thực tế là mọi người hiểu nhầm. Facebook bạn phải hiểu là những cái event quan trọng nhất thì mọi người nên để đầu tiên. Thì cái việc conversion API ấy, thì về conversion API thì nó sẽ đẩy cho Facebook nó bù đắp vào cho pixel những cái event mà Facebook nó không có. Chứ còn nếu mà các bạn mà đẩy những cái event ít quan trọng hơn vừa chạy thì mọi người đẩy thế là sai. Một cái sai lầm khi mà set 8 event này đó là mọi người mình đã thấy một số team đang để như này. Đó là trong 8 cái event này mọi người chia 8 cái pixel hoặc là nhiều hơn 2 pixel. Trong 8 event này mọi người sẽ để là tất cả event đều là purchase và mỗi một cái purchase là của một cái pixel khác nhau. Như vậy cũng là sai.
những cái Facebook đối với outbound user, Facebook chỉ được quyền check được cái purchase cao nhất của cái pixel đó thôi. Thế nên là mọi người tránh để trong hai cái trường hợp vừa rồi. Vâng, anh có thể chia sẻ nên đặt audience size trong tiệm lookalike như thế nào để chạy ad hiệu quả không ạ? Về audience size thì mọi người tìm trên group ấy thì sẽ có một số, hình như là Hoàng Đạo đấy, thì các bạn cũng share về một cái mind map về audience size, về lookalike rồi, thì mọi người có thể test, cái này chỉ có test thôi, thì khi mà chạy càng lâu thì tiệm lookalike nó càng hiệu quả. Thì có thể đối với những các bạn chạy video thì có thể test từ video 50, 75, 95, rồi cũng có thể test những cái audience size, view content, rồi tương ứng là đây thì mọi người có thể test những cái audience size khác, ví dụ như là Facebook page này. Nếu mà mọi người ví dụ bán một page một sản phẩm này đối với dropship này, hoặc là đối với POD thì một page một dòng product này, hoặc một page một niche này, thì tạo tệp lookalike từ cái những cái page mà mọi người sắp xếp như thế nó cũng rất là hiệu quả. Rồi khi mà mọi người cũng có thể tạo lookalike dựa trên URL base. Bây giờ nếu mà mình chỉ có một pixel rồi thì mà mình muốn tạo lookalike chia theo niche thì sao, thì mọi người có thể phải cấu trúc từ lúc đặt tên sản phẩm, từ lúc đặt cái URL của sản phẩm, từ cái link ấy, thì mọi người có thể đặt tên là product source, rồi source code. Cái code đấy có thể là code theo sản phẩm và code theo niche. Thì lúc ấy mọi người đặt theo niche như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Vâng ạ. Đến câu hỏi tiếp theo, anh có thể cho em hỏi về quyền trao domain cho page với ạ? Cái này thì bạn phải vẽ, một là đầu tiên là làm thứ nhất như Facebook recommend, một là verify domain. Thì bạn phải verify hay phải trao, khi mà mọi người vào business setting ấy, mọi người click vào domain thì mọi người có sẽ thấy là cái domain đấy sẽ được assign cho page đúng không? Thì mọi người phải vào business setting. Page này chỉ chạy ad khi mà được verify domain, còn nếu mà không được verify domain mà page vẫn được chạy ad ấy, thì mình nghĩ sẽ không chạy được lâu. Và cách tốt nhất ấy, thì để giữ được cái BM giữ domain ấy, thì mọi người nên trao cái BM giữ domain đấy cho một cái BM trung gian. Từ BM trung gian đấy thì sẽ trao cái domain đấy cho cái page trong BM trung gian đó. Page trong BM trung gian đó có thể là từ một cái BM khác, hoặc là của page đấy cũng được, của BM đấy cũng được. Dạ vâng ạ, vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng mà em đi nhận được tính đến thời điểm hiện tại. Thì một lần nữa rất là cảm ơn các câu hỏi của anh Sao Lời cũng như là câu trả lời rất là chi tiết của anh Quang. Thì nếu như mọi người không có câu hỏi nữa thì em xin phép được chuyển sang đến một phần được anh em mong chờ không kém, đó chính là công bố kết quả con số may mắn. Thì cho em xin phép được nhắc lại thì tổng giải thưởng sẽ bao gồm 4 suất, trong đó sẽ có 3 suất thì dành cho 3 seller may mắn sẽ được anh Quang hỗ trợ trực tiếp tất cả các vấn đề sinh xoay quanh kinh doanh POD, và 1 suất còn lại thì sẽ được giải thưởng là bao gồm 1 áo Hawaii và 1 mask 3D made in Mechai ạ. Thì em cũng xin phép được công bố kết quả giải thưởng luôn. 3 seller may mắn giành được giải thưởng là được anh Trang hỗ trợ, là được anh Quang hỗ trợ trực tiếp, là anh Nam Nguyễn đã có comment số 53, anh Long Nguyễn Trường số 54, anh Ngô Hải Sơn số 69, và 1 seller khác số 5 đã có comment số 52 sẽ nhận được một món quà từ Mới Trai, là anh Nguyễn Khiêm. Một lần nữa thì em xin chúc mừng tất cả các anh đã đạt được giải thưởng trong ngày hôm nay. Anh ơi, cho em hỏi một câu nữa, đấy là có một seller đã gửi một câu hỏi rất là gấp và muốn được anh giải đáp luôn, thì không biết anh đã sẵn sàng đến đọc. Ok ạ. Câu hỏi là, cho mình hỏi một domain ad nhiều page có ảnh hưởng gì không ạ? Không, một page, một domain ad bao nhiêu page được mà. Vâng ạ. Vậy thì cái này mọi người cứ làm tốt nhất là để giữ, bây giờ mọi người như mình nói nhá, một domain một pixel thì giữ trong một cái BM thôi, thì cái BM giữ domain và pixel này share sang BM trung gian, thì từ BM trung gian đấy bạn share bao nhiêu page được không quan trọng. Vâng ạ. Thế thì cho phép xin quay lại phần trao giải thưởng. Thì 4 seller đạt được 4 giải thưởng của Mờ Chai thì bên Mờ Chai sẽ liên lạc và trao giải thưởng ngay sau chương trình này. Trước khi kết thúc chương trình thì cho phép em xin được nhắc lại một số update quan trọng đến từ Mờ Chai.
Thì hiện tại tình hình ship đã ổn định trở lại trong 2 tuần gần đây với thời gian ship US thực tế là chỉ 7.4 ngày làm việc. Hawaiian Shirt và Mask 5D thì đang được giảm giá mạnh trong thời gian có hạn cho nên anh em không nên bỏ lỡ cơ hội này. Và cuối cùng, Merchai cũng đã hỗ trợ tính năng Facebook Conversion API giúp anh em tạo ra những chiến lược quảng cáo hiệu quả hơn cho store của mình. Nếu mà anh thêm có thắc mắc về sản phẩm cũng như dịch vụ của Merchai thì mình có thể inbox trực tiếp cho em qua Facebook Hiền Ngô hoặc lại để lại comment trong phần live stream này để đội ngũ support của Merchai liên hệ và hỗ trợ mình nhanh nhất. Thay mặt Merchai thì em cũng xin cảm ơn sự có mặt của anh Quang ngày hôm nay. Chúc anh một tuần làm việc mới hiệu quả và nhiều năng lượng. Buổi live stream ngày hôm nay thì cũng sẽ được thu lại và chia sẻ trên fanpage cũng như group của Merchai. Anh em nào thì chưa xem lại được từ đầu hay là mình cảm thấy thông tin hữu ích và muốn xem lại thì mọi người có thể ghé qua Facebook Merchai Việt Nam cũng như là group của Merchai và Merchai Việt Nam Platform and Fulfillment Community. Sau là cuối cùng thì em cũng xin cảm ơn và hẹn gặp lại.